Chào mừng tất cả quý phụ huynh và các em học sinh đã đến với kênh YouTube Mít Hạnh. Buổi học hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ tiếp tục đi vào bài 12, tiết 2 trong quyển Toán lớp 5, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn ủng hộ cô thì hãy cho cô một like video và một đăng ký kênh nha các em. Bây giờ cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung tiết 2, bài 12. Ở phần khám phá, viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân. Để làm các mặt kính của bể cá này, bác đã dùng tấm kính hình chữ nhật có diện tích 1m2 60dm². Vậy diện tích của tấm kính đó là bao nhiêu mét vuông nhỉ? Muốn biết được diện tích là bao nhiêu mét vuông thì chúng ta cần viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân. Như vậy, ta có như sau. Phần ví dụ 1. Viết 1m2 60dm² dưới dạng số thập phân với đơn vị mét vuông. Ta có 1m2 60dm² bằng bao nhiêu mét vuông ở đây? Thì trước tiên các em sẽ chuyển dưới dạng hỗn số. 1m2 này các em giữ nguyên. 60dm² chuyển sang mét vuông, các em đi chia cho 100. Như vậy chúng ta viết được dưới dạng hỗn số là 1/60 phần 100 mét vuông. Và sẽ bằng 1,6m². Như vậy ta nói 1m2 60dm² thì bằng 1,6m². Sang ví dụ 2, viết 56dm² dưới dạng số thập phân với đơn vị mét vuông. Thì các em có 56dm² chuyển sang mét vuông, các em lấy 56 phần 100. Để biết được kết quả bằng bao nhiêu, các em sẽ viết số 56 xuống đây cho cô. Các em đếm dưới mẫu số có hai chữ số không, các em đếm từ phải sang 1, 2 chữ số, các em đánh dấu phẩy đây. Phía trước không có gì thì các em thêm 0 vào phía trước. Như vậy ta được 0,56m². Vậy kết luận lại 56dm² bằng 0,56m². Chuyển sang phần bài tập. Bài tập số 1 yêu cầu các em tìm số thập phân thích hợp. 8m2 75dm², các em đổi sang mét vuông. Như vậy các em sẽ chuyển về hỗn số cho cô. 8m2, 8 này đơn vị đã là mét vuông rồi, các em giữ nguyên. 75dm² chuyển sang mét vuông thì chúng ta có 75 phần 100. Như vậy ở đây các em sẽ chuyển cái này này. Các em sẽ chuyển sang số thập phân. Thì các em sẽ viết cho cô là 75, được không? 75. Đếm dưới mẫu là 1, 2 chữ số 0. Như vậy các em đếm từ phải sang 1, 2 chữ số, các em đánh dấu phẩy đây. Phần nguyên ở đây là 8 thì các em viết 8 sang. Vậy ta được 8,75m². Hoàn toàn tương tự sang ý thứ hai. 3m2 6dm². Muốn chuyển sang mét vuông thì ở đây 3 này là mét vuông rồi, các em giữ nguyên. Từ dm² sang mét vuông, các em đi chia 100. Như vậy ta viết được là 3 6 phần 100 mét vuông. Ở đây các em viết số 6 sang đây cho cô này. Đầu tiên là viết số 6 sang, được không? Các em đếm dưới mẫu là có hai chữ số 0. Như vậy các em đếm từ phải sang 1, 2. Nhưng ở phía trước số 6 này không có cái gì cả thì các em đánh một số 0. Đấy, thêm số 0 phía trước. Các em đếm 1, 2, các em đánh dấu phẩy. Phần nguyên ở đây là 3 thì các em viết 3 ở phía trước. Vậy ta được kết quả 3,06m². Tiếp tục 120dm² chuyển sang mét vuông. Từ dm² sang mét vuông, các em đi chia 100. Như vậy bằng 120 phần 100 mét vuông. Để biết được kết quả bao nhiêu, các em sẽ viết cho cô số 120. Đây các em có thể ghi 120 thêm chữ số 0 phía sau nhé. Đây. Các em thêm chữ số 0 ở phía sau đây cho cô. Cho dễ.
Rồi, kem đếm ở dưới mẫu có 1, 2 chữ số 0 thì kem đếm bắt đầu tính từ phải sang. Đây có chữ số 0 phía sau nhá. 1, 2, rồi kem đánh dấu phẩy. Như vậy chúng ta được 1,20. Nhưng ở số thập phân, chữ số 0 ở tận cùng nó không có giá trị, nên cô đã bỏ đi chữ số 0 tận cùng đi. Cô viết là bằng 1,2 mét vuông. Như thế là chúng ta đã xong được câu A. Cái ý cuối cùng này các em có thể ghi 1,2 hoặc 1,20 thì đều được nha các em. Bây giờ cô chuyển tiếp sang ý B. Những ai mà chưa xong ý A thì các em hãy dừng lại để tiếp tục làm xong. Cô có ý B như sau. 4 decimet vuông 25 cm vuông. Đổi sang decimet vuông thì 4 này đã là decimet vuông rồi, chúng ta giữ nguyên. 25 cm vuông sang decimet vuông, kem lấy 25 chia 100. Vậy ở đây kem sẽ viết số 25 sang đây cho cô. Dưới mẫu có hai chữ số 0, kem đếm từ phải sang 1 2 chữ số, kem đánh dấu phẩy đây. Phần nguyên là 4 thì kem viết 4 ở phía trước ở phần nguyên. Vậy ta được kết quả 4,25 decimet vuông. Tiếp theo, 2 decimet vuông 5 cm vuông cần đổi sang decimet vuông. Như vậy phần nguyên của chúng ta ở đây là có 2 decimet vuông rồi. Kem chuyển sang hỗn số, phần nguyên sẽ là bằng 2. Phần thập phân là 5 phần 100. Đấy, decimet vuông. Để viết được kết quả, kem viết số 5 đây cho cô này, viết cho cô một chữ số 5 đã. Được không? Kem thấy dưới mẫu này có hai chữ số 0, kem đếm từ phải sang 1 2, nhưng chúng ta vừa viết chữ số 5 thôi, phía trước này không có gì, em thêm cô một chữ số 0. Đấy. 1 2 chữ số 0, đếm 1 2, đánh dấu phẩy. Phần nguyên ở đây là 2 thì kem đưa 2 sang. Vậy ta được kết quả 2,05 decimet vuông. Tiếp theo, 85 cm vuông đổi sang decimet vuông. Từ cm vuông sang decimet vuông, kem đi chia 100. Ta được 85 phần 100 decimet vuông. 85 phần 100 thì kem viết cho cô số 85 ở dưới mẫu này. Viết 85 xuống đây. Kem nhìn dưới mẫu này có hai chữ số 0, vậy kem đếm từ phải sang 1 2, kem đánh dấu phẩy ở đây. Hai chữ số kem đánh dấu phẩy. Phần nguyên ở đây là không có gì cả, kem viết phần nguyên là bằng 0. Vậy ta được kết quả 0,85 decimet vuông. Như thế, cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ bài tập số 1, hai ý A và ý B. Các bạn ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một like video và một đăng ký kênh nhé. Chuyển tiếp sang bài tiếp theo. Nếu đúng thì các em ghi chữ D, sai các em ghi chữ S vào các ô trống này. Các em quan sát, chúng ta có hai hình, một hình chữ nhật A và hình vuông B. Người ta cho hình chữ nhật A có diện tích 4 cm vuông 15 mm vuông. Hình B có diện tích 3,95 cm vuông. Chúng ta cần đi so sánh diện tích của hai hình này. Để đi so sánh được thì cô sẽ đổi 4 cm vuông 15 mm vuông, cô đổi về đơn vị cm vuông. 4 này đã là cm vuông rồi, cô giữ nguyên. 15 mm vuông thì bằng 15 phần 100 cm vuông. Cô đổi ra bằng 4,15 cm vuông. Kem ghi số 15 trước đã này, ghi sang đây. Nhìn dưới mẫu có hai chữ số 0, kem đếm từ phải sang 1 2 chữ số, kem đánh dấu phẩy. Phần nguyên ở đây là 4 thì kem đưa 4 sang thôi. Vậy được 4,15 cm vuông. Đã hiểu cái này chưa? Đến đây rồi thì các em đi so sánh. Ta có 4,15 cm vuông thì lớn hơn 3,95 cm vuông. Phần nguyên ở đây là 4 lớn hơn 3, nên chúng ta suy ra 4,15 lớn hơn 3,95 luôn. Như thế thì hình A sẽ có diện tích sẽ lớn hơn hình B. Sau khi so sánh xong, đấy chúng ta thấy đây là diện tích hình A, đây là diện tích hình B. Như vậy, hình A có diện tích lớn hơn hình B.
Câu A, Mai nói hình A có diện tích lớn hơn, như vậy Mai nói đúng. Còn Việt nói hình B có diện tích lớn hơn là sai. Vậy ý đầu tiên kem điền cho cô chữ D, ý thứ hai kem điền cho cô S. Như thế, cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các bài tập của bài 12 tiết 2 trong quyển Toán lớp 5, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn ủng hộ cho cô thì hãy nhớ cho cô một like video nhé kem. Cô cảm ơn tất cả quý phụ huynh, kem học sinh đã lựa chọn kênh Miss Hạnh để xem các video bài giảng. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.